Thân mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ đi vào cái vườn mai hoa đăng các bạn, để mình chia sẻ cho các bạn cái thời điểm mà để là xử lý hoa, xử lý lá mà để cho nó ra hoa đúng Tết nha các bạn ha. Thì đây là cái vườn mai hoa đăng này các bạn, thì các bạn có thể là xem sơ qua ha. Thì hiện tại thì cái vườn mai này thì chưa có là xử lý lá mà để cho nó trổ bông nha các bạn, vì cũng chưa có kịp, chưa có đúng cái thời điểm. Thì cái thời điểm mà nó để mà xử lý lá các bạn thì tầm đâu là đầu khoảng tháng 12 âm lịch nha các bạn ha. Và trễ nhất là ngày mùng 7 tháng 12 âm lịch thì các bạn là nên xử lý lá ha. Cái đó là cái lịch nha các bạn. Thì để cho các bạn mà khi mà mình tuốt lá thì nó sẽ là trổ hoa nó đúng Tết nha các bạn. Đó, thì đây mình chia sẻ cho các bạn vậy. Và các bạn xem sơ nè, thì ở đây là mình trồng trong chậu nha các bạn. Để mình đi tới một lón khác cho các bạn xem. Thì khi mà mình trồng mai này các bạn, thì chúng ta là cần biết như thế này nè. Thì nó là trồng rất là dễ. Mình có thể là mình chặt cái nhánh của nó các bạn và mình trồng, như ví dụ như cái nhánh này nè. Đó, mình lấy những cái nhánh già là mình trồng, còn bên kia là mình trồng cái loại hoa Tết khác nha các bạn. Thì khi mà mình trồng ở dưới đất như vậy thì nó, mình cứ để nó trơ trơ như vậy, mình để lá như vậy nè, thì nó sẽ không có trổ bông, mà mình phải là tuốt lá đó. Nó kiểu như mai vàng vậy các bạn, cũng gần giống như vậy luôn á. Nhưng mà cái loại này là cái loại là mai hoa đăng nha các bạn ha. Thì mình xin chia sẻ cho các bạn cái giá luôn. Thì nếu như á có năm á thì như mà nó thuận á thì nó sẽ là từ rơi vào là 300.000 là cho một cặp nha các bạn. Có nghĩa là một chậu như thế này nè thì nó sẽ là 150 nha. Nó rất là đẹp luôn á. Thì khi nào mà nó ra hoa này nọ thì mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Còn cái giá thể của nó các bạn xem nè. Ở đây chỉ có là phân các bạn, phân chuồn mình với các bạn với tro trấu mình trộn lại nè. Còn cái này á, sau khi mà qua Tết các bạn là mình chặt bỏ cái phần thân luôn, mình chỉ để lại cái phần gốc thôi. Đó. Thì gần Tết như vậy nè thì mình mới để cho nó bung lên và mình xử lý lá nữa ha. Thì đầu tháng 12 âm lịch là mình có thể là mình xử lý lá nha các bạn. Nó các bạn có thể là mướn công lại tuốt lá thì nó sẽ là hiệu quả hơn. Thì ở đây thì mình cũng đang ở gần lộ các bạn, nên xe cộ chạy qua chạy lại thì cũng có âm thanh nó hơi ồn thì các bạn xem thông cảm cho mình ha. Cũng như là bạn nào quan tâm về chủ đề hoa Tết thì các bạn có thể là đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình ha. Thì khi mình ra những cái video về hoa Tết các bạn, ở đây mình trồng cũng rất là nhiều nè các bạn. Đó. Thì các bạn cũng có thể là nhận được ha. Nói chung là mình học hỏi thêm kinh nghiệm thôi. Đây các bạn ha. Này các bạn xem mà cái vườn hoa Tết của mình ha. Còn cái này là mai nha các bạn ha. Mai hoa đăng. Rất là đẹp luôn. Mình thấy cái này cũng ít ai chia sẻ nên mình muốn chia sẻ cho các bạn á. Ở đây thì mình đang ở gần lộ các bạn nên thành ra nó hơi ồn, các bạn xem thông cảm mình. Chậu nè các bạn đó. Ở đây thì tưới nước thì ngày mình tưới hai lần nha các bạn ha. Mình lấy bông tưa mình tưới. Sáng thì tầm đâu khoảng 7 giờ là mình tưới sương qua lần, chiều là 16 giờ mình sẽ tưới sương qua một lần nha các bạn. Đó, thì bạn nào mà có câu hỏi mà có liên quan đến chủ đề hoa Tết thì các bạn cứ bình luận bên dưới ha, thì mình sẽ trả lời cho các bạn ha. Còn con giống của cái loại cây này thì các bạn có thể là xuống những cái địa điểm của miền Tây các bạn là nó sẽ có bán ha, chứ mình thấy Sài Gòn cũng ít bán. Đó, các bạn trồng thì các bạn có thể là bình luận bên dưới ha, thì mình sẽ hỗ trợ các bạn về cái phần là con giống này nọ ha, để mình giúp các bạn mua ha. Ở đây các bạn nè, ở đây mình chuẩn bị mình trồng những cái loại cây hoa Tết khác, giá thể mình cũng chuẩn bị hết rồi. Vậy thôi thì mình xin được mến chào nha.